Xin kính chào quý khán giả của An Tâm Sống Khỏe. Quý vị và các bạn thân mến, thịt vịt được mệnh danh là loại gia cầm được dùng làm thực phẩm phổ biến thứ 3 trên thế giới. Xét về mặt dinh dưỡng, thịt vịt là loại thịt bổ dưỡng. Tuy nhiên, như chúng ta đã nhắc nhiều với nhau, thực phẩm càng bổ dưỡng thì lại càng phải cẩn thận khi sử dụng. Các nhà khoa học Mỹ cũng lưu ý rằng lượng cholesterol có trong thịt vịt là khá cao. Cứ mỗi 1 kg thịt vịt thì lại có khoảng 25 mg cholesterol. Ngoài ra, thì thịt vịt cũng có nhiều chất béo bão hòa có thể gây những tác dụng phụ ngoài ý muốn. Vậy nên, để thịt vịt không trở thành món ngon gây hại, thì quý vị và các bạn cần phải lưu ý những điều cấm kỵ khi sử dụng thực phẩm này như sau. Thịt vịt là thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao. Trong 100g thịt vịt có khoảng 25g protein, cao hơn nhiều so với thịt bò, heo, dê, cá, trứng. Hàm lượng các chất dinh dưỡng như canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2, A, D, E, axit D-nicotic cũng rất cao. Các chất này có tác dụng bồi bổ cơ thể và tăng cường sức khỏe. Theo đông y, thịt vịt có vị ngọt, hơi mặn, tính hàn, tác dụng từ âm, dưỡng vị, lợi thủy, tiêu thủng, giải độc. Ăn thịt vịt có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ chữa bệnh tim mạch, hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư, đang xạ trị, hóa trị. Ăn thịt vịt có ích cho người thể chất suy nhược, chán ăn, sốt, phù nề, người thể chất yếu sau khi bệnh, đổ mồ hôi ban đêm, lòng bàn tay bàn chân nóng, phụ nữ kinh nguyệt ít, vân vân. Tuy nhiên, cần lưu ý những điều sau khi ăn thịt vịt. Không ăn da cổ vịt. Cổ vịt rất được yêu thích bởi những người thích ăn thịt vịt. Nhưng vùng này cũng là nơi chứa rất nhiều mô bạch huyết. Nếu không loại bỏ sạch, có rất nhiều virus gây hại cho sức khỏe trú ngụ tại đó. Nhiệt độ nấu nướng không thể tiêu diệt chúng, dẫn tới nguy hại cho sức khỏe. Không ăn phao câu vịt nhiều. Phao câu là bộ phận nhiều người thích ăn bởi nó mềm, béo ngậy, thơm mùi mỡ vịt rất đặc trưng. Nhiều người cho rằng ăn phao câu sẽ giảm nhức đầu, điều hòa kinh nguyệt, đẹp da, đẹp tóc. Trên thực tế, phao câu chứa túi xoang và các tế bào lâm ba. Chất dịch độc hại tồn đọng ở đây lâu dần nó trở thành cái nhà kho lớn chứa các loại virus, vi khuẩn và mầm gây bệnh. Ăn phao câu vô tác dụng chứ không như nhiều người đồn thổi. Thêm nữa, như đã nhắc ở trên, thịt vịt là một trong những món ăn phổ biến hàng ngày của các gia đình, đồng thời là món ăn hấp dẫn trên thực đơn của các nhà hàng từ bình dân đến cao cấp. Tuy nhiên, món ăn phổ biến không có nghĩa là phù hợp với tất cả mọi người. Sau đây là danh sách nhóm người không nên ăn thịt vịt hoặc chỉ ăn với mức độ hạn chế. Thịt vịt có độ đạm cao, người dị ứng thịt vịt tuyệt đối nên kiêng. Một số người ăn vịt sẽ gây ra dị ứng, đó là một loại bệnh lý dị ứng với thực phẩm chứa lượng protein cao. Tức là có những người ăn một bữa ăn quá giàu đạm thì sẽ gặp ngay hậu quả xấu liên quan đến đường tiêu hóa. Sau khi kết thúc một bữa ăn quá nhiều đạm từ thịt vịt hoặc những món ăn quá giàu đạm, nhóm người này ngay lập tức có dấu hiệu ngứa ngoài da, sưng đỏ, sau đó đau bụng, tiêu hóa kém, đau đầu, nôn ói và các trạng thái mẫn cảm khác. Những người đang bị cảm lạnh, đi ngoài, phân lỏng. Khi đang bị cảm lạnh, sốt, tốt nhất không nên ăn thịt vịt. Mặc dù thịt vịt vốn rất tốt, nhưng những người bị cảm thì cơ thể đang ở trong trạng thái yếu ớt, chức năng tiêu hóa giảm sút. Nếu tiếp tục ăn thịt vịt, có lượng mỡ tự nhiên khá cao, sẽ cản trở hấp thu không thể tiêu hóa. Càng ăn nhiều, cơ thể càng trở nên tồi tệ hơn. Người bị cảm lạnh, tốt nhất nên chọn những món ăn nhẹ nhàng, thanh đạm, dễ tiêu hóa. Bên cạnh đó, người bị cảm lạnh, cơ thể đã bị hư hàn ở mức tổn thương, nếu ăn thêm thịt vịt có tính hàn lạnh, giống như động tác làm cho bệnh trở nên nặng. Người bị cảm do nhiệt, nóng, bốc hỏa, thì ăn thịt vịt không bị ảnh hưởng bởi nguyên nhân này. Người có thể chất yếu, lạnh. Theo đông y, thịt vịt có tính lành, đối với những người có thể trạng hàn lạnh thì nên hạn chế ăn thịt vịt, bởi sau khi ăn vào có thể sẽ gây lạnh bụng, dẫn đến cảm giác chán ăn, đau bụng, tiêu chảy hoặc các dấu hiệu tiêu hóa bất lợi khác. Người bị viêm đường ruột, béo phì, xơ cứng động mạch. Nhóm người bệnh cuối cùng nên tránh ăn thịt vịt, đó là người đang có tiền sử bệnh viêm đường ruột mãn tính. Theo đông y, thịt vịt có tính ngọt, vị mặn, ăn vào sẽ khiến cho bệnh viêm đường ruột trở nên nặng nề hơn. Những người đang mắc phải các bệnh như đau bụng, tiêu chảy, đau lưng,
đau bụng kinh thì tốt nhất cũng không nên ăn thịt vịt hoặc ăn ở mức hạn chế. Người mới phẫu thuật. Người mới qua phẫu thuật cần kiêng chất tanh, cũng không nên ăn thịt vịt vì nó dễ làm cho vết thương lâu lành. Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thì giống như nhiều loại thực phẩm khác, ăn thịt vịt ít nhất một lần trong tuần sẽ giúp cơ thể bổ sung chất dinh dưỡng, ổn định tinh thần và kéo dài cuộc sống. Tuy là món ăn bổ dưỡng, nhưng nếu bạn ăn không cẩn thận, kết hợp nó với những món ăn sau sẽ rất dễ gây hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe. Vì thế, các bạn cần phải chú ý. Dưới đây là những thức ăn đại kỵ với thịt vịt mà mọi người nên tuyệt đối tránh. Sau đây là một số loại thực phẩm được đánh giá là dễ gây bất lợi, xung khắc với món thịt vịt. Bạn nên tránh chế biến chúng trong cùng một món ăn hoặc ăn chung trong bữa ăn. Không nên kết hợp thịt vịt với thịt thỏ, hạt óc chó, mộc nhĩ, hồ đào, tỏi, kiều mạch. Không nên ăn thịt vịt cùng với trứng gà vì có thể làm tổn hại đến nguyên khí trong cơ thể. Không nên ăn thịt vịt cùng lúc với thịt rùa sẽ làm cho cơ thể rơi vào tình trạng âm thịnh dương suy, phù nề và tiêu chảy. Vịt kỵ với ba ba. Trong thành phần của thịt vịt và thịt ba ba có chất kỵ với nhau nên khi ăn chung sẽ gây phù thủng, tiêu chảy. Ngoài ra, thịt ba ba còn chứa rất nhiều các chất sinh học, thịt vịt chứa nhiều chất đạm, ăn chung với nhau sẽ làm biến chất đạm, giảm giá trị dinh dưỡng của cả hai loại thịt. Vì vậy, các bà nội trợ không nên kết hợp thịt vịt và thịt ba ba lại với nhau. Thịt vịt kỵ với quả mận. Thịt vịt có tính hàn, giúp giải nhiệt tốt cho cơ thể. Còn quả mận, ăn vào nóng trong, sẽ sinh ra nóng ruột. Nếu bạn ăn hai thực phẩm này gần thời gian ăn với nhau, hoặc ăn cùng một lúc sẽ gây ra các bệnh khó tiêu, chướng bụng, nóng ruột và hại cho sức khỏe. Bạn cũng đừng quá hoang mang với những điều kiêng kỵ trên. Bên cạnh những thực phẩm không nên ăn cùng, những món này kết hợp với thịt vịt không những ngon mà còn bổ dưỡng. Dưa chua. Trong dưa muối chứa nhiều axit. Ăn chung với thịt vịt có thể bổ sung nhiều thành phần chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, đây còn là bài thuốc hiệu quả với những người bị sốt nhẹ, ăn ít, miệng khô, sưng phù. Cải thảo. Cải thảo là thực phẩm có chứa rất nhiều vitamin C. Trong thịt vịt lại chứa protein, chất béo và cholesterol khá phong phú. Khi ăn chung hai món này với nhau, có thể thúc đẩy quá trình trao đổi cholesterol trong máu. Điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Kim ngân hoa. Theo đông y, thịt vịt có công dụng để tiêu sưng, trị nhiệt độc và mụn độc. Kim ngân hoa lại có tác dụng về da như giúp thanh nhiệt giải độc, nhuần da, tiêu trừ mụn vùng mặt. Do đó, nếu như kết hợp thịt vịt nấu với kim ngân hoa sẽ mang đến nhiều công dụng tốt cho làn da. Củ mài hay còn gọi là hoài sơn. Thịt vịt giàu dinh dưỡng nhưng lại có chứa hàm lượng chất béo cao. Chính vì thế nên ăn thịt vịt chung với củ mài có thể làm giảm hàm lượng cholesterol trong máu. Đặc biệt, có tác dụng rất tốt trong việc bồi bổ cơ thể rất tốt. Cháo. Cũng giống như củ mài, thịt vịt nấu cháo có thể giúp làm giảm chất béo trong cơ thể. Cháo vịt còn bổ sung protein cần thiết cho cơ thể, đồng thời có thể giúp đào thải chất dư thừa trong cơ thể ra bên ngoài. Nhiều người thường kỵ thịt vịt vì mùi tanh đặc trưng, nhưng không biết rằng chúng lại đem lại rất nhiều lợi ích cho sức khỏe đến thế. Nhưng không đơn giản là món ăn, thịt vịt còn là vị thuốc chữa bệnh cực kỳ hữu hiệu trong đông y. Theo lương y Vũ Quốc Trung, Phòng chuẩn trị y học cổ truyền Hội đồng y Việt Nam, trong đông y, thịt vịt có vị ngọt, mặn, tính bình, đi vào tỳ, vị, phế, thận, có tác dụng từ âm dưỡng vị, lợi thủy tiêu thũng, giải độc. Thịt vịt được sử dụng cho các trường hợp suy nhược dây sút, ăn kém, chán ăn, kiết lỵ, táo bón, phù nề, đới hạ, đái tháo đường, sản phụ thiếu sữa, sốt nóng dai dẳng, lòng bàn tay, bàn chân nóng, da mồ hôi trộn, da tóc khô, miệng họng khô, khát nước. Ăn thịt vịt có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ chữa bệnh tim mạch, hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư, ngay cả trong quá trình hóa trị, xạ trị, lương y Vũ Quốc Trung cho biết thêm. Vị lương y này đặc biệt nhấn mạnh, ăn thịt vịt rất hữu ích cho người suy nhược thể chất, mắc chứng chán ăn, bị sốt, phù nề cơ thể. Người có thể chất yếu, nhất là sau khi khỏi bệnh, bị đổ mồ hôi ban đêm, phụ nữ ít kinh nguyệt, sản phụ thiếu sữa.
Chưa hết, trong những tài liệu y thư cổ cũng nhận định thịt vịt là loại thuốc bổ thượng hạng, có tác dụng điều hòa ngũ tạng, lợi thủy, trừ nhiệt, bổ hư. Nghiên cứu của y học hiện đại cho thấy trong 100g thịt vịt có khoảng 25g chất protein, vượt xa nhiều so với thịt bò, heo, dê, cá, trứng. Ngoài ra, hàm lượng các chất dinh dưỡng như canxi, phốt pho, sắt, vitamin B1, B2, A, D, E, axit nicotic rất cao. Bác sĩ Doãn Thị Tường Vi, Viện Phó Viện Dinh dưỡng Lâm sàng cũng nhận định thịt vịt có chứa lượng lớn protein, sắt, canxi, phốt pho, vitamin A, vitamin B1, vitamin D, v.v. cần thiết cho sức khỏe và quá trình tăng cân. Chính vì thế, ăn thịt vịt rất có lợi cho sức khỏe. Những bài thuốc chữa bệnh từ thịt vịt dễ làm, phát huy công dụng hiệu quả. Theo lương y Vũ Quốc Trung, chúng ta hoàn toàn có thể chế biến thịt vịt thành những bài thuốc chữa bệnh như sau. Người bị thiếu máu, suy nhược cơ thể, một con vịt, đại táo, liên nhục, bạch quả, cả ba vị thuốc đều lấy 49 quả, nhân sâm 3g, vịt làm sạch, đại táo tách bỏ hạt, liên nhục ngâm bóc bỏ vỏ và tâm sen, bạch quả bỏ vỏ và ruột, nhân sâm thái lát nhỏ vụn, dùng rượu, tương và dầu quét đều ngoài da và trong bụng vịt, sau đó cho cả 4 vị thuốc vào bụng vịt, khâu lại, hâm chín rồi ăn. Đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, nôn ói, phù nề, tiểu ít, một con vịt, 200g đậu đỏ, thảo quả 10g, hành sống, vịt làm sạch, đậu đỏ xay, ngâm mềm đãi sạch cùng thảo quả xay nhuyễn, trộn đều rồi cho vào bụng vịt, khâu lại, cho nước đun ninh nhừ, thêm hành, không cho muối, rồi ăn sẽ phát huy công dụng chữa bệnh rất tốt. Phù nề, dùng cho các trường hợp phù ứ nước trong người. Vịt đực 1 con, gạo tẻ 100g, vịt làm sạch, nấu cho chín nhừ, tiếp tục cho gạo tẻ nấu tiếp, cho thành cháo, cho thêm 3 củ hành giã đập dập, ăn nóng khi đói. Tăng huyết áp, đau đầu, chóng mặt, tâm phiền bị mất ngủ hay quên, thịt vịt 100g nấu 30 phút, bổ sung đỗ trọng 30g, mộc nhĩ trắng 30g vào nấu thêm 15 phút rồi ăn. Hen suyễn, thiếu máu, thịt vịt nạc 300g, băm nhỏ ướp gia vị, gạo tẻ 100g, nước mía 300ml, ninh nhừ, cháo chín cho thịt vịt đảo đều, đun tiếp cho chín vịt, ăn ngày 3 lần, duy trì liền 1 tuần. Lưu ý, mặc dù thịt vịt rất tốt, nhưng chuyên gia đặc biệt lưu ý, phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt, lãnh cảm, đàn ông bị liệt dương không nên ăn nhiều, người bị gút không nên ăn vì hàm lượng purin cao có thể làm tăng axit uric trong cơ thể. Người mắc chứng huyết áp thấp cũng không nên ăn thịt vịt vì tính hàn cao sẽ làm tụt huyết áp. Cùng là một họ gia cầm, song mỗi loại thịt sẽ có tính vị và giá trị dinh dưỡng khác nhau. Người ta thường đắn đo suy nghĩ giữa thịt gà, thịt vịt để xem loại thịt nào dinh dưỡng hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Duy Thịnh, Cán bộ Viện Công nghệ Sinh học Công nghệ Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội, thịt là một trong những thực phẩm có giá trị dinh dưỡng cao, trong đó chủ yếu là chất đạm và chất béo, đồng thời có chứa nhiều axit amin cần thiết, chất khoáng, vitamin và một số các chất. Song, các loại thịt khác nhau đều có hương vị và giá trị khác nhau. Người ta phân loại thịt thành hai loại, thịt đỏ gồm bò, lợn, dê, thịt trắng gồm gà, vịt, ngan. Thịt trắng luôn tốt hơn, các chuyên gia thế giới cũng khuyến nghị nên ăn nhiều gia cầm hơn gia súc. Thứ nhất, hàm lượng protein chứa trong gia cầm tương đối cao là một trong những nguồn cung cấp protein chủ yếu cho cơ thể con người. Thứ hai, tỷ lệ mỡ trong thịt gia cầm rất thấp, trong đó có chứa hàm lượng axit béo và mỡ không no rất phong phú. Phó giáo sư Thịnh cho hay. Đồng quan điểm, Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng, Phó trưởng khoa dinh dưỡng lâm sàng và tiết chế khoa khám tư vấn dinh dưỡng số 2, Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho rằng việc ăn thịt các loại gia cầm như gà, vịt, ngan tốt hơn so với lợn, bò, dê bởi lượng chất béo trong thịt gia cầm ít hơn so với các loại thịt khác nhưng nó vẫn cung cấp đủ năng lượng cho cơ thể. Gà, vịt, ngan khác nhau như thế nào?
Về điều này, Phó Giáo sư Thịnh cho hay, gà bản chất sống trên cạn, vịt dưới nước, ngan thì vừa trên cạn vừa dưới nước nên có sự khác nhau về tính vị. Còn về hàm lượng dinh dưỡng cũng có sự khác nhau song không đáng kể. Trong đó, thịt gà là loại thịt con người thích ăn nhất do mùi vị thơm ngon, bổ dưỡng. Hàm lượng protein trong thịt gà cao hơn rất nhiều loại gia súc và cá, trong khi hàm lượng cholesterol tương đối thấp. Hàm lượng axit béo và không no cần thiết cho cơ thể cũng rất nhiều. Còn vịt và ngan được nuôi và ăn thịt ở nước ta nhiều không kém thịt gà. Hàm lượng protein có trong hai loại thịt này thấp hơn thịt gà, nhưng hàm lượng mỡ, vitamin A, B2 lại cao hơn. Hàm lượng của các nguyên tố vi lượng như sắt, kẽm cũng dồi dào hơn gà. Ngan, gà, vịt, thịt nào tốt hơn? Hình ảnh 1. Thịt ngan, vịt, gà. Ảnh minh họa. Tuy nhiên, trong cấu trúc cơ thể của từng loại gia cầm, phần thịt ở các vị trí khác nhau sẽ có giá trị dinh dưỡng khác nhau. Ngoài protein, các bộ phận tích lũy lượng mỡ khác, chẳng hạn phần lườn, bụng chứa nhiều protein và ít cholesterol, còn nội tạng, đùi, cánh, cổ lại chứa nhiều các chất cholesterol xấu. Thực chất, phần thịt trắng trong gà, ngan, vịt tốt hơn nhiều so với các thành phần khác như đùi, cánh. Song, nhiều người đang ăn theo sở thích nên bỏ qua phần tốt của con vật. Nếu nấu cho trẻ ăn dặm, các bạn nên dùng phần thịt lườn, bụng sẽ tốt hơn, bác sĩ Nguyễn Trọng Hưng thông tin. So sánh thêm về 3 loại gia cầm phổ biến, Phó Giáo sư Thịnh cho biết, do môi trường sống, các loại có tính vị khác nhau. Trong đó, ngan và vịt có tính hàn nên gây khó tiêu hơn hẳn thịt gà. Đó chính là lý do người ta chỉ dùng thịt gà để bồi bổ, chăm sóc người ốm. Còn theo thạc sĩ Lương Y Đa Khoa Vũ Quốc Trung, thịt vịt có vị ngọt, hơi mặn, tính hàn, có tác dụng tư âm, dưỡng vị, lợi tiểu tiêu thũng, giải độc. Ăn thịt vịt có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ chữa tim mạch, hỗ trợ điều trị lao phổi và ung thư. Ăn thịt vịt có ích cho người thể chất suy nhược, chán ăn, sốt, phù nề. Người thể chất yếu sau khi bệnh, đổ mồ hôi ban đêm, lòng bàn tay bàn chân nóng, phụ nữ kinh nguyệt ít, khí hư bạch đới, sản phụ thiếu sữa. Thịt gà trong đông y gọi kê nhục, phân thành hai loại, gà trống và gà mái. Gà trống thịt có vị ngọt, tính ấm, không động, có tác dụng nuôi dưỡng bảo quản, vệ khí bên ngoài, bổ trung an thai, liền xương, trị bệnh ứ nước trong người, tê dại. Còn thịt gà mái có vị chua, tính bình, không độc, trị phong hàn thấp, chữa bị gãy xương, băng huyết và bạch đới. Gà không có gì độc nên hầu hết trẻ em và người già đều có thể dùng được. Tuy nhiên, bất cứ loại thịt nào cũng cần phải cẩn thận khi ăn để tránh những tác dụng phụ không đáng có. Thực phẩm lợi hay hại phụ thuộc phần lớn vào cách sử dụng của chúng ta. Vậy nên, quý vị và các bạn nên cẩn thận trước khi sử dụng bất cứ loại thực phẩm nào.